nè mình là khán giả vì sao mình quyết định hả? Tức là em nói ở trước có siêu âm trước kẹp bạn bạn nói trước trước nào mình lên lên đi có gì nào em không biết. Dạ ở chỗ cái DAB DAB trên cái trước sau á, cái trước sau. Dạ ý là thông thường là mình sẽ sử dụng cái chỉ số siêu âm của túi kích thước của túi phổi tham đề về đây nó từ kích thước trong túi phổi dạ, dạ nhưng mà ý là vì thường em phải là trên siêu âm mình ít dùng cái chỉ số DAB có chứ trong ví dụ khoa nhỏ người ta sử dụng cái siêu âm coi mình sử dụng tử cung nó kích thước tử cung nó như thế nào là đường kính trước sau của tử cung rồi trong lòng tử cung nó có cái có túi thai hay có gì đó người ta sẽ mô tả theo đường kính thai đường kính là bao nhiêu kích thước đường kính cho mình trước thai là bao nhiêu hoặc gì đó hoặc là chiều dài con bao nhiêu người ta sẽ mô tả rõ thêm nhưng nãy giờ chị cảm ha cảm đi sáu ha nãy giờ cảm là trình bày nãy giờ mấy slide đó mình có để ý có gì bất thường hay xanh đúng rồi, ca này có 3 ngày dự xanh luôn, bây giờ tụi em lựa chọn đi chứ. Ngày 22 nhà là lúc 2 năm tuần 6 ngày, ngày 21 tuần 6 ngày, ngày 17 là lúc 1 tuần 1 ngày, chọn đi. Nhiều số ca dự xanh lắm, bệnh nhân bị rối, chị phải rối theo. Bệnh cuối bệnh nhân quên, nên là thứ mới có nhiều dự xanh. Bây giờ mình làm thì lựa chọn dự sinh đi. Bởi vì ca này sinh non, sinh non đúng không? Thì mình sẽ tính ngày dự sinh cái chính xác để thực sự là ca này là bữa thai nó non tháng gì không thì để mình hỗ trợ khẩu vậy không hay làm gì đó nữa đúng không? Mình sẽ nói những cái mà cần hả? Cái ngày dự sinh mà gần với cái CRL lớn hơn 10 nhất đó là 14 đó. Dạ, là lấy cái đó luôn hả chị? Nhưng mà người ta đâu lấy ra đâu. Sao người ta đâu lấy ra đâu? Đúng không? Lúc sau người ta lấy dự sinh lúc 17 tháng 6 lấy lúc 10 à, em lấy hay người ta lấy? Tại vì chị đọc cái siêu âm phía sau lúc nào cũng ghi là theo siêu âm lúc 11 tuần 1 ngày tức là dự sinh ngày 17 tháng 6 mấy cái siêu âm phía sau trả về ba mấy tuần chị đọc thấy người ta ghi là theo siêu âm lúc 11 4 ngày theo siêu âm, 11 tuần 1 ngày, tức là tuổi thai là dự sinh là 17 tháng 6 đúng không? Nhưng thật ra thì mình như thế nào, mình có 3 siêu âm thì mình dẫn ra. Ví dụ như có siêu âm và kinh cuối thì tụi em biết rồi đúng không? Bây giờ câu chuyện là bệnh nhân 3 có kinh cuối, bệnh nhân quên, bệnh nhân có 3 cái siêu âm, 3 ngày dự sinh theo siêu âm. Ở trong quý 1 nè, ở trong quý 1 thì mình sẽ lựa chọn cái này. Sẽ tin gì ta? Thì về hải đó mình sẽ lấy dựa vào cái kết quả siêu âm ha, có gần với cái CRL nhất, tức là gần tiếp cái siêu âm có tính ngày dự sinh gần với cái tuổi thai lúc 7 tuần nhất, là tuổi thai lúc 7 tuần lúc đó là CRL thì là mong nó sẽ là 10 mm, thì mình lấy sẽ lấy cái đó đó là gần nhất, thì mình có cái siêu âm là theo đúng như chị thì mình sẽ lấy theo siêu âm lúc 7 tuần 6 ngày tức là ngày 21 tháng 6 nha. Nhưng mà trên ca này thì là lâm sàng ca này thì mình chỉ là lấy theo cái siêu âm ở lúc 11 tuần 1 ngày tức là dự sinh ca này là 7 tuần 1 ngày. Được chưa? Rồi. Thành là câu hỏi về nhất về ngày dự sinh ha. Nếu mình học thì mình sẽ lấy sự dự sinh theo kịp rồi. Hỏi nói. Dạ. Thưa chị thì em đọc em nhớ là khi mà có kênh cuối người ta sẽ tính ngày dự sinh là dựa vào kênh cuối và cái CRL. Mà ví dụ như trường hợp mà cái kinh cuối mà nó trên rồi so với CRL thì mình hiểu chính xác cái này đúng. Tụi em học rồi mà, kiểu là em tới Yên Nam thành ta trình bao nhiêu cái mình nát lại hỏi chị là sao? Dạ. Rồi Yên Nam khác trả lời đi, một Y sáu trả lời đi. Bây giờ có kinh cuối mà siêu âm 3 tháng đầu thai kỳ, bây giờ trên lệnh như thế nào thì sẽ hiệu chỉnh hay chưa? Khi nào hiệu chỉnh hay kinh cuối? Nếu là kinh cuối đúng pha kinh đều đặn 28 ngày kinh đều đặn đó. Em đọc là tức là nó nhỏ hơn 9 tuần thì mình sẽ hiệu chỉnh mình dựa vào số tuần đúng không chị? Nhưng mà ý là em biết là dựa cái hiệu chỉnh đó thì dựa vào siêu âm hay là dựa vào cái kinh cuối gì chị? Cái đó là thiếu rồi.
trên là dưới 5 ngày á thì mình cho nên lớn hơn 5 ngày thì mình lấy kết quả theo siêu âm. Còn siêu âm mà sau 8 tuần thì mình dự xét cho so sánh với cân cuối. Mà nếu trên lệch lớn hơn 7 ngày thì mình lấy theo kết quả theo siêu âm. Còn nếu mà siêu âm ở 8 tháng nguyệt 2 rồi á thì mình so sánh với kinh cũng tiếp tục so sánh với cân cuối. Nó 8 nguyệt 4 rồi. 8 nguyệt 1 thôi. Được chưa? Rồi, tóm lại là mình nếu giả sử như bệnh nhân có kinh cuối, kinh nguyệt bệnh nhân đều 28 ngày mới có một lần, cũng chắc kinh nó đều đặn, và bệnh nhân nhớ rõ ngày kinh cuối, ngày đầu ra máu kinh, mình tính dự sanh kinh cuối, dự sanh kinh cuối theo công thức gì đó quét 7 trừ 3 tháng trừ 1 gì đó nha, đó thì ra cái ngày đó dù ngày 1 tháng 1. Rồi một ngày khác bệnh nhân đi siêu âm theo CRL đi, các thông tính tính dự sanh hay siêu âm thường là tính dự sanh dựa vào chiều dài đầu mông. Thì nó sẽ tính chính xác hơn so với chỉ số khác, đó là ví dụ như là trung bình quý thai. Nên đó lý do tại sao trên siêu âm người ta tính dự sanh, người ta tính dựa vào chiều dài đầu mông thôi, người ta tính dự sanh trên chiều thứ thai, nhưng mà chiều chiều trung bình quý thai nhưng người ta có giá trị hơn. Dự sanh trên siêu âm là tính dựa vào chiều đầu mông. Còn ở sau dựa trên siêu âm, tính quý thai dựa trên siêu âm, nhưng mà sau tuần thứ 14 đi thì người ta sẽ kết hợp từ tuyến tưởng với những các chỉ số khác. Thì khi kết hợp với nhiều chỉ số thì sai số nó càng nhiều, cái giá trị độ lệch của cái đơn hàng dự sanh nó sẽ càng thay đổi nhiều. Thứ hai gì, trong tam nguyệt đầu thì nó cộng từ 5 đến 7 ngày, nhưng như tam nguyệt thứ hai nó có thể cộng từ 4 đến 7 14 ngày, tam nguyệt ba thì nó sẽ càng ngày càng trên lệch, đúng không? Nếu bệnh nhân khám thai không đúng, lần đầu tiên không đúng thì dự sanh nó sẽ lên. Thì mình quay trở lại, bây giờ bệnh nhân kinh cuối đều đúng không, có ngày dự sanh rồi, thì bệnh nhân đi siêu âm nữa thì có một ngày dự sanh hay siêu âm. Để hạn chế rối thì mình sẽ không đứa tụi em phân ra cũng được. Ví dụ tụi em phân ra trong tam có nguyệt đầu thì có thể chia khi đứa 9 tuần và trên 9 tuần. Nhưng để nhớ thì ví dụ như trong tam có nguyệt đầu thì chúng ta chỉ cần nhớ là dự sanh theo siêu âm và kinh cuối trên lệch nhau trên 5 ngày thì mình sẽ tính dự sanh theo siêu âm. Khỏi cần nhớ cho cái bài không khi cần chia ra móc 9 hay trên 9 hay dưới 9 nữa. Trên 5 ngày thì chúng ta dự siêu âm, còn dưới 5 ngày thì chúng ta kinh cuối phải đảm với mục tiêu là kinh cuối là phải đúng nha. Kinh bao nhiêu ngày được cặn gì đó, kinh tào lao mình nhân không nhỏ thì thôi bỏ qua đi. Rồi đó là về dự sanh. Câu hỏi thứ hai là tại sao đúng rồi cái này nè. Ủa tại sao bệnh nhân 11 tuần một ngày mà mình không đi ra ra ngồi da gáy mà đỡ phải đỡ tới mấy thì sao rồi nè, thấy cái này có lạ không?
lý do là ở sao tại sao tại ca này là 11 tuần một ngày mà người ta không có đo được màu da gáy, người ta hẹn một tuần sau tới 12 tuần mấy được. Lúc đó 58 người ta mới đo được màu da gáy rồi người ta mới làm tất một test gì đó, tầm 3 test gì đó nhé. Để các chị nói để cho các bạn đã hiểu à tại sao cái ca này, tại sao người ta khám tới nhiều lần như vậy. Thật ra ca này khám hơi bị nhiều á, trong ca nghiệp đầu mà cái khám tới rất là nhiều lần, không biết có biến cố gì không, tại vì thật ra ca nghiệp đầu mình cứ một tháng mình khám một lần, nếu mình như không có gì hết, ví dụ như 5 tuần 6 ngày thì mình hẹn một tháng sau mình khám lại, hoặc là ít thôi, hoặc là hẹn tới cái lúc mình làm đâu mà ngồi dây lấy lại cũng được, tại vì mình đâu có khai, đâu có phát triển nhiều đâu, tại vì lúc đầu mình đã thấy có tim khai rồi. Nếu mà lúc đầu khám chưa có thuốc có tim khai, chưa có tim khai thì mình có thể hẹn 2 tuần để khai có tim khai. Còn nếu lần đầu khám đã có tim khai rồi thì mình có thể hẹn xa hơn tí, tại vì cái việc thăm khám lúc này nó không có quan trọng, chủ yếu là siêu thăm siêu âm phôi của em nó có làm như khác bệnh nhân đâu, đúng không? Trừ khi bệnh nhân có đau bụng có ra huyết thì mình dặn bệnh nhân tới khám liền, còn nếu không thì có thể tới độ màu da gáy mình làm luôn cũng được nha. Tại vì ca này từ chị thấy khám tới 4 lần luôn, ta bắt đầu khám tới 4 lần hơi bị nhiều. Rồi tiếp đi chị, ca này lấy dự sanh 2017/6 ha, là theo lúc 11 tuần một ngày ha. Cái thứ hai lưu ý ha, quay ngược lại vô phút trước. Cái test phụ test á, nó có giá trị cho cái gì, tầm soát cái gì, lệch mỏi của cái gì, trisomy gì, 21. Ý của chị á là bạn đã ghi đúng rồi nhưng bạn không hiểu vấn đề. Test phụ test là chủ yếu là theo thứ tự, được có theo thứ tự này không? Không, nó chủ yếu là 21 đúng không? Còn hai kia là kèm theo thôi, đúng không? Cái không phải là hai cái 13 là cái chủ yếu, đúng không? Và cái ngưỡng cũng khác nhau nữa. Rồi, còn ghi nguy cơ thấp là đúng nha, cái không được ghi là bình thường nha. Nha, dù double test nguy cơ thấp thì chấp nhận, còn ghi bình thường là đâu có ghi nào bình thường đâu. Và giá mình phải biết giá trị của double test là độ nhạy, là đọc hiện bao nhiêu và sai số nó bao nhiêu phần trăm nữa. Cái không phải là ví dụ như nó là nguy cơ thấp, chúng ta đi đọc nguy cơ thấp cho tụi em như sao chép qua tự nhiên bình thường là không đúng. Rồi tiếp đi. Thank you.
ngày 26 tháng 4 2022 đại tổng chỉ
dọc và kết cung là 27 xăng, chu vi vòng 1 là 87 xăng, tim 2 là 155 giờ trên phút là 1 mol của môn này sẽ được đặt đôi đầu tay phải như lọ, cơn lò lại có từ 2 tới 3 cơn trong vòng 10 phút. Âm mổ tần sinh môn chưa ghi nhận bất thường, âm đạo chỉ có huyết của tử cung mỗi 1 xăng có 60% trung bình, mật độ trung bình điểm trước. Môi thai là trừ 3 của con, cùng thân điểm với số là 3 là 4 điểm. Môn chậu là eo trên, đường kính hậu nhô hạt vệ không sợ thay, đường kính ngang ở gờ vô nhân, sò trên gờ vô nhân không có chữ yêu. Eo giữa là đường kính các hai gáy hông sờ được ở hai sò sờn hai gáy hông tồn thôi. Eo dưới là đường kính ngang được một ngồi bằng một nắm tay, không chậu kích thước bình thường trên nắm sàn. Tên khách mình đang là thai phụ 22 có ba đa là 0000 hai 32 tuần 4 ngày nhập viện vì đau trầm bụng dưới khám qua thăm khám ghi nhận là có cơn đo là 2-3 cơn trong vòng 10 phút, bộ tử cung là mở 1 xăng có 60% mật độ trung bình ngôi cao trừ 3 chả có sơ bộ là có sơ 32 tuần 4 ngày cơn đau nhỏ thành đau. Bình luận là 33 là 0000 là 2 lần này là con so thì cũng có chân cuối vào ngày sinh âm lúc 7 tuần 6 ngày dẫn sang ngày sinh âm tháng 2 ngày 21 ngày 6 tháng 22 tính tới nay là 2 tháng 34 tuần 4 ngày môi đầu thì dựa vào khám theo môn khám với đông và sinh âm trước lúc nhập viện chẩn đoán là giỏ xanh nâu thì là sản phụ có 2-3 tuần vào trong vòng 10 phút các tử cung thì thường thấy một sẵn có 60% lớp 9 giờ mật độ trung bình tới lúc 10 giờ bộ tử cung mở một xăng có 60% lớp cơn co của tử cung nhưng mà không có tăng về cường độ và tần số và cơn co thì không có làm sao một bộ tử cung nhiều cho nên là chỉ là chưa về cũng dễ nhưng mà có cơn co trong vòng lớn hơn một cơn trong vòng 10 phút thì trong ít nhất 60 phút thì phải là nó dễ ở sân non đề nghị cận lâm sàng là siêu âm thai, siêu âm qua cái âm đạo là CBC, phenol hẹp tim, chất thai, mức tổng của công thức của máu, bao trọng máu, phân hóa máu, hiện cũng chỉ mê là em bơi bệnh nhân. Rồi, đi năm, hỏi đi năm nè, FFN đó là gì? Nếu những bạn này tìm hiểu trên cái ca này là đúng, nam phải tìm hiểu trên ca này là đúng.
hoặc là ra ốm thì mình sẽ khám thôi, tại vì ca này nó sinh non mình sẽ hạn chế khám.
chưa? Chứ không phải tự nhiên cứ mỗi 6 tiếng đè ra đi khám đó. Nên các bạn sẽ thấy là tại sao những ca giỏi sinh non cũng cho bạn khám là đè đó. Chịu khám là đủ lần tăng nguy cơ cho người ta rồi. Nhưng tăng nguy cơ những trụ người ta rồi. Hay là sẽ tăng nguy cơ là mình tăng nguy cơ sinh non người ta nữa. Mình sẽ hẹn chế khám thì chúng ta sẽ lo là gì đó. Rồi tiếp đi. Nếu từng ngạc trạng, nếu từng trạng mẹ và thai bổ có còn chưa chuyển dạy theo dõi dưỡng thai, nếu từng trạng mẹ thai trong bổ mà có vợ những chung có hoặc là chuyển dạy để đánh giá chuẩn bị cho mùa xanh và đồng ý. Tối qua chị vườn trai cái này theo như mỗi 6 tiếng. Mỗi chuyện gì? Thế,
cái gì mà cái con này lại muốn cho tôi nghe giảm nguy cơ suy hấp, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử,
kêu bài từ Phải đó thì nó sẽ làm giảm hơi phân cho bé, hơi cho những trường hợp tiếng khó. Nhưng tác dụng bất lợi đó là lợi ích nha, nhiều tác dụng bất lợi là trên mẹ nè là gì? Năng uống vitamin này dễ lắm. Tác dụng bất lợi tăng đường huyết, đồng ý tăng đường huyết rồi. Tiếp theo tăng đường huyết tăng hoa hả? Tự nhiên lý chích một chục khổ gì chú gì đấy? Tại vì cái hỗ trợ phổi đó là một cái nào có gì nè, cảm ơn gì không có tự nhiên chích một chục khổ thân cơ nó chích đường gan thì có liên quan gì căng cọp thì sao? Phải cọp thì sao? Liên quan gì tới bạch cầu đây? Nó sẽ tăng bạch cầu cảm hứng nha, nó sẽ làm tăng bạch cầu cảm hứng. Và tăng như thế nào các bạn phải đọc thêm cho chị à, tăng dòng nào và tăng bao nhiêu phần trăm, tăng bao nhiêu ngày là hết. Ví dụ tăng đường huyết cho mẹ cũng vậy, là tăng thoáng qua và nó sẽ cái việc tăng đường huyết thoáng qua này thì nó sẽ giảm bao nhiêu ngày. Thì để mình biết là trên cái trường hợp mà cơ địa đái tháo đường thì mình sẽ chích hỗ trợ phổi như thế nào. À, ví dụ như đái tháo đường điều trị theo thiết chế thì mà nếu người ta có phải chích hỗ trợ phổi thì người ta mình phải thay đổi ra đó như thế nào. Còn là đái đường đang điều trị insulin thì mình đang điều trị insulin mình chích hỗ trợ phổi thì mình có cần chỉnh insulin hay không gì đó. Mình là phải biết được những tác dụng ngoại ý trên mẹ, nhất là tăng đường huyết thoáng qua và nó sẽ giảm, sẽ giảm trở về bình thường ngày thứ năm. À, hoặc là ví dụ như là nó sẽ làm tăng bạch cầu thoáng qua và tăng khoảng 30% hay nhiêu đó không biết, và đọc bài thêm đi. À, rồi nó sẽ trở về ngày bình thường ngày 2, ngày 3. Nhưng mà tăng nó còn phản ứng thôi, nó không liên quan tới nhiễm trùng. Nhưng mà khi mà ta tăng bạch cầu sau khi chích hỗ trợ phổi thì việc đầu tiên là mình phải loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng trước khi nghĩ tới nó là do phản ứng. Được chưa? Rồi tức là nó có tác dụng thoáng phụ thoáng qua, tác dụng phụ thoáng qua trên thai là gì? Đó là mẹ thôi, mẹ là tăng đường huyết nè, tăng bạch cầu nè, tăng bạch cầu có cái gì chị cũng chỉ quên nghe không? Thôi mình nhìn về trên thai đi, huyết áp của chị hả? Huyết áp, tăng huyết áp nhưng mà nó có điểm huyết áp nó không có cao đâu ha, tại vì nó không có tăng huyết áp đâu, nó là có tiết nhưng mà nó có tiết nó không có làm thay đổi nhịp tim bé, thường là nhịp tim sẽ giảm. Và gì nữa? Nó sẽ làm giảm cử động thai. À, kết hợp trợ phổi nó sẽ làm thay đổi nhịp tim bé, thường là nhịp tim cơ bé nó sẽ giảm. Nha, và làm giảm cử động thai nó thoáng qua thôi, tất cả là thoáng qua rồi, gì nữa? Tại sao
này chị mới hỏi là tại sao bạch cầu này là 14.500 và mình chích trước và chích sau khi hồi cho cỏ, và chuồng chích trước hồi cho cỏ thì rồi và rút máu trước khi chích hồi cho cỏ thì mình có à thì có thể ca này có cái nhiễm trùng ở đâu đó à, còn nếu chích sau hồi cho cỏ mình sẽ coi coi chích sau cho cỏ sau rút máu này sau hồi cho cỏ là sau bao lâu để mình coi là cái mối tương quan này có phải là tăng bạch cầu phản ứng hay không, hay là nó là một cái nhiễm trùng nơi khác. Thì các bạn thấy là ở đây á là người ta để loại trừ cái nhiễm trùng nơi khác ha, để người ta nghĩ là phản ứng thì người ta đi làm nitrosin test tại một cái ca có thai, một ca có thai ha, và có bạch cầu tăng thì cái việc đầu tiên người ta loại trừ đó là loại trừ nhiễm trùng ói, được chưa, loại trừ là nhiễm trùng ói. Thì ca này đó lý do tại sao ca này đi làm bị bắt đi làm nitrosin test à, bắt đi làm nitrosin test và làm sao cũng biết mình ra dương à, làm sao biết được như ra dương, thì ra dương nhất là như bệnh nhân chấm dứt thai kỳ đẻ mổ. Cái đi tra nghiệm test này nó dễ thì vui à, cái đi tra nghiệm test này dễ vui thì chị mới nói chị bắt đi làm mà chứ gặp chị là chị không đi làm đâu, còn chị đi làm chị cho làm âm chứ chị không cho ra dương, tự nhiên già đẻ đứa con có một cái khác hai tiếng à. Rồi cái câu chuyện về tác dụng phụ thì các bạn sẽ thấy chiếc hộp cho phổi xong thì bạn còn có thể tăng tháng qua 2 ngày 2 ngày 3 và nó sẽ tăng khoảng 30% so với chị ban đầu đó. Thì khi mình thấy bạn còn tăng như vậy chiếc hộp còn cho phổi thì mình có thể mình nghĩ nó là có thể là tăng phản ứng, nhưng mà trước khi mình nghĩ tăng phản ứng thì mình nên đi kiểm tra lại loại trừ các dấu nhiễm trùng khác, có thể là nhiễm trùng mình chưa mắc kèm theo, có thể viêm ruột hàm teo hoặc là nhiễm trùng mới gì đó mình bắt buộc mình phải loại trừ ha. Thì loại trừ nhiễm trùng mới thì đầu tiên mình làm thì mình sẽ xin test ha, làm như test các bạn phải làm khoảng tầm đúng nha, chứ nếu các bạn làm sai nó làm dây dương giả thì đúng dây dương giả thì mình sẽ chấm dứt thai kỳ rất là sớm, rất là lâu ha, rất là toàn bệnh nha. Cao lắm. Hả? Tức là... vì đối với người có thai thì cái bạch cầu này không cao lắm ha. Và bạch cầu của người có thai nó sẽ dao động, nó sẽ tăng hơn so với người không có thai. Với người không có thai bạch cầu khoảng 10/10 là cao rồi. Nhưng ở người có thai thì bạch cầu nó có thể tăng lên khoảng 12/13 gì đó. Nên cái khoảng này nó không có quá cao ha. Có thể người ta dựa vào cái chỉ số nơi cho phần trăm. Như các bạn thấy các bảng thông số các bạn xem được trên cái gọi cộng lâm sàng của mình á, cái thông số người ta cho là cho chung một phụ nữ không có thai, cái đầu kia riêng biệt đâu, các bạn thấy bản phụ khoa và bản sản khoa nó cũng giống nhau cùng cái thông số để cái dò tìm hiểu số bình thường, nên là nó sẽ không có nhau, không có khác nhau. Nhưng nếu mình đọc thì các cái dòng này đều tăng lên a à, thì làm tăng lên, nếu mình để ý kỹ thì mình nghĩ là ca này có nhiễm trùng đâu, thật ra là bạch cầu thì có thể nếu mình xem xét thì có thể nó có thể là bình thường đó, mình theo dõi thôi, mình theo dõi, mình không làm cho xin thì không có dây dưa, không có dây dưa thì mình sẽ không làm không trang bị và không có chấm dứt thai kỳ ca này, nói chung là ca này thôi sao đó không biết. Rồi quay trở lại là cái ca này ha, giả sử như ca này là mình ra như cho xin test âm đi, thì bây giờ câu chuyện trở lại là bây giờ CD nhóm 2 CD nhóm 1 và gò 2 cơn cho mình một phút và cường độ 60 này, thì các bạn thấy là sau 4 tiếng ha, sau 4 giờ nhập viện lúc 8-9 giờ cũng gò 2 bên cơn cường độ 40-50, bây giờ 4 giờ sau ha, 4 giờ sau cơn gò nó vẫn không thay đổi ha, và cường độ nó tăng lên, thì với cái mức độ trên gò trên CT này thì mình có thể nếu mà nitrosin âm tính thì mình sẽ cân nhắc dùng thuốc giảm gò cho bệnh nhân ha, mình sẽ dùng cân nhắc mình dùng thuốc giảm gò cho bệnh nhân nha, nếu mà nitrosin test âm tính nha. Còn nitrosin test mà dương tính á, tức là người ta không có chỉ định dùng thuốc giảm gò để kéo dài thai kỳ trên những trường hợp đang những trường hợp khó gỡ, được chưa, mình không có dùng thuốc giảm gò để đủ liều hỗ trợ phổi cho những trường hợp này à. Tại vì mục đích giảm gò của mình là để đủ thời gian hỗ trợ phổi thôi à, nên những trường hợp này à, nếu mà nó là ói cỏ rồi mình sẽ không dùng thuốc giảm gò, còn nếu ca này ói cỏ hay nitrosin test âm tính thì mình trên ca này chị sẽ cân khéo theo chị, thì chị sẽ cân nhắc dùng thuốc giảm gò cho bệnh nhân này, được chưa. Thì dùng thuốc giảm gò cho bệnh nhân này thì mình ở đây mình sẽ có hai thuốc, cái thuốc Ujobeta nó không có liệt kê là thuốc giảm gò nhé, nó không có nằm trong cơ chế giảm gò nào hết đó. Okay. Mình dùng thuốc giảm gò mình là có hai thuốc ở đây. Okay. Là có hai thuốc gì? Okay. Atosiban. Okay. Và gì nữa? Nifedipin. Okay. Atosiban là gì? Đối phận oxytocin. À, là đối phận oxytocin. Rồi. À, Nifedipin là gì? Chiếc canxi. Chiếc canxi. Đúng không? Chiếc canxi thì không có
được vào được thì nó sẽ làm giảm vào tử cung. Còn nếu mà không có oxytocin, nó có vận oxytocin thì nó cặn cặn sang với oxytocin trên thụ thể của nó thì nó sẽ không có tác động giữa thụ thể và kháng nguyên, thì lúc đó nó sẽ không có gò được, thì nó cũng là cấp. Thì có hai thuốc như vậy, thì mỗi thuốc nó sẽ có tác dụng phụ khác nhau. Ví dụ xin lỗi, mỗi thuốc sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Ketamin thì ưu điểm là gì? Ketamin rẻ rồi, dễ tiếp cận đúng không? Rẻ tiền nên mình dễ tiếp cận đúng không? Dễ sử dụng đúng không? Tại đường uống dễ sử dụng hơn là đường hơn tiêm điện đúng không? Rồi nhưng mà tác dụng phụ nó là gì? Hạ huyết áp. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Nhịp nhanh. Hả? Nhịp tăng. Nó lớn lên. Tăng nhịp tim. Nhịp tim ai? Nhịp mẹ. Nhịp tim mẹ nhanh. Được chưa? Vậy là nipedipin có tác dụng phụ là nhịp tim tăng, nhịp tim mẹ tăng, huyết áp và nhức đầu. Vậy thì lý do tại sao nipedipine sẽ chống chỉ định cho những trường hợp mà mạch mẹ nhanh, ví dụ mạch mẹ nhanh trên 110 như là chống chỉ định không sử dụng vậy. Rồi atosiban thì nó sẽ đơn giản hơn, mắc tiền, khó tiếp cận là phải dùng một cái liệu trình và phải dùng bằng bơm tim điện hay tiếp cận bằng đường ven, còn kia là bằng uống thôi. Nhưng mà nó có cái ưu điểm là gì? Atosiban được cái đó ưu điểm hơn nipedipine là nó có tác dụng phụ, và tác dụng phụ rất là trong thị trường tác dụng phụ lưu lượng nó mẫn cảm thôi. Tại vì nó là đối với oxytocin, nó giống như oxytocin là nó không có tác dụng phụ gì đó. Thường truyền oxytocin thường là nếu truyền nhiều quá là do những dư nước cho bệnh nhân thôi, chứ oxytocin nó cũng có tác dụng phụ trừ khi là nó dị ứng với thành phần oxytocin thôi. Thì atosiban cũng vậy, nó không ít không tác dụng phụ, nó cũng có chỉ chậm. Nên khi mà cân nhắc giữa hai cái này thì lúc nào thật ra các bạn là bệnh nhân lúc nào cũng có sự lựa chọn hết, nhưng mà thật ra là do mình đã lựa chọn cho trước rồi. Như bạn thơ thấy ở khoa hầu như là lựa chọn cho bệnh nhân trước rồi, lúc nào cũng hát vô là nipedipine chứ không có tư vấn về mặt oxybang. Tại vì nipedipine thì nó rẻ, em viên có mấy ngàn thôi, còn oxybang thì một lọ đâu xài, đâu phải xài một lọ đâu, mỗi lần nó tính tiền rồi tính tiền cục rồi còn dùng chín lọ gần 2 cục rồi đó. Nên là hầu như thường bệnh nhân vô tới đây là người ta thì cắt cơn gọt bằng nipedipine hết. Hoặc là trong một trường hợp nào, ví dụ như bạn sẽ thấy những trường hợp là xong thai tiết muộn gì đó thì người ta mới tư vấn bệnh nhân dùng atosiban. Tức là lúc đó người ta mới tư vấn bệnh nhân ai có thai thuốc giảm gọt tốt hơn, không có tác dụng phụ gì đó, tất cả tiêu chuẩn nhanh gì đó, thì lúc này người ta mới tư vấn thêm những trường hợp đó, mới tư vấn bệnh nhân dùng sẽ dùng. Rồi mình sẽ nhớ có hai cuốn giảm gọt. Còn ngoài ra có những thuốc giảm gọt khác nhưng mà người ta mình không sử dụng. Ví dụ như gì? Salbutamol và gì nữa? Bạn nhé, những salbutamol nó tác dụng là hai đứa khi salbutamol nó có, nhưng mà bây giờ nó cũng có những cái hợp để giữ không biết có đứa nào cho. Mọi người còn nhiều khác không? Còn gì nữa? Này
nhắc chưa cân nhắc từ ngò cũng từ giảm gò nhiều nhưng mà sao muốn biết sao thấy cân gò nó còn nè và cân gò có vẻ nó tăng lên đó thì mình sẽ cân nhắc mình giảm gò cho bệnh nhân. Thì trên ca này mình sẽ có hai lựa chọn, một là dùng nifedipine, hai là dùng atorvastatin. Thì mình sẽ xem xét lại trên ca này có chống chỉ định nào của nifedipine hay không. Nếu không có chống chỉ định thì mình sẽ tư vấn bệnh nhân hai trường hợp như vậy để bệnh nhân lựa chọn nha. Rồi cái thứ hai là mình sẽ nhớ khi mà chồng mỗi thai nhi thì mình nhớ liều lượng và mình sẽ nhớ là tác dụng phụ cho mẹ là gì, cho con là gì. Thì tác dụng phụ cho mẹ là có thể tăng đường huyết, tăng mạch cầu gì đó thì mình coi trên ca này nó như thế nào ha. Rồi tác dụng phụ cho con là giảm thai má, giảm cự động thai thì lúc đó khi bệnh nhân nằm viện thì mình cũng sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Nếu không lâu lâu bệnh nhân lên các ơi thai má ít quá gì đó là ra tim thai hoặc cho bệnh nhân cũng sẽ được nhé. Mình sẽ tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân. Rồi vậy ca này nó xui chung mà. Nói chung cái ca này á, là do bây giờ lytacin test dương tính rồi nên là người ta nói ói vỡ non, ói vỡ non trên thai non tháng rồi nên người ta điều trị ca này tiếp tục theo bắt đầu là ói vỡ non trên thai non tháng là AMD cộng gamirubicin, sau đó là chích 2 ngày sau một uống 5 ngày gì đó nha. Sốt bạch cầu lớn hơn 20 ngàn. Sốt bạch cầu lớn 20 mấy ngàn của em là nghi ngờ những trường nói thôi, không phải là chuẩn đoán tiêu chuẩn vàng những trường nói. Muốn chuẩn đoán những trường nói là cái dịch ói ra bạch cầu, luôn xin lỗi cái dịch ói ra vi khuẩn, tức là môi trường ói là dịch ói là vô khuẩn. Khi mình lấy dịch ói mình rút dịch ói ra mình cấy ra đó ra vi khuẩn là nó là những trường nói. À, còn những trường hợp mình nghi ngờ những trường nói trên lâm sàng là dựa vào sốt và kèm những dấu hiệu kèm theo gì đó tử cung cao. Tim con tăng rồi mạch nhanh rồi tôi cũng đau đó là những dấu hiệu giúp mình nghi ngờ những trường mối thôi, nhưng mà chưa cái gì có mình nghi ngờ trên lâm sàng thôi. Vậy thì trên ca này em phải điều trị kháng sinh, mình theo dõi chưa này, ca này chưa có dấu hiệu trên trùng trên lâm sàng nhưng mà nó ói vỡ rồi còn tăng rồi, nó chưa có gì những trùng, nó chưa có sốt nha, thì mình theo dõi qua cái này nó có chưa có những trùng mối liền mà vẫn dùng kháng sinh. Kháng sinh là kháng sinh dự phòng không phải là kháng sinh dự trị. Nếu mà những trường mối là người ta sẽ dùng kháng sinh phối hợp rồi, bổ động phối hợp cho cái người ta không dùng kháng sinh này. Ví dụ như em mà như những trường mối đó mình xài cho ta ba cũng xe ba em có thể kết hợp với kỹ khí nữa. Nếu em nghĩ có thể có môi trường có cái có việc cũng kỹ khí ở đây mình có thể kết hợp kỹ khí nữa. Em gặp trong cái đây nó nói là cái nhóm này mình chỉ là dùng những cái ông này chỉ là mình dự phòng những cái ông có chuyện là mình chỉ phải em quay hai em đúng đọc hai pháp đồ nha. Cây này là ối vỡ non trên thai non tháng, còn em đọc chỉ là CBS thôi đó. Cái tôi đọc nó tính giống này đó. Nó không mà dùng Eri thì dùng Erythromycin. Nó không Erythromycin thì nó dùng nhiễm gan B thì nó xài liên ra hoặc cái gì khác mà họ xây máy cũng được. Nói gì? Cũng nói khoảng là em muốn đọc ấy, đọc là ói vỡ non trên thai non tháng nha, ói vỡ non trên thai non tháng tức là bắt đầu là cái đầu đầu tiên, tức là bệnh nhân không có dùng cái thuốc nào hết thì mình sẽ dùng cái này. Còn nếu dùng bệnh nhân cái gì uống với amoxicillin ha thì người ta sẽ có các độ thay thế, đây là dự phòng thôi. Còn nếu bệnh nhân mà có nhiễm trùng ói hoặc là nghi ngờ nhiễm trùng ói trên lâm sàng thì mình sẽ dùng thuốc khác, mình sẽ không dùng thuốc dưỡng hai cốc những thuốc khác thôi. Rồi đố 10 phút rồi gì nữa không? Chị còn nếu như mà không phải 2 năm tháng là thẳng chị mình không phải tiêm chị. Ý là nhiễm trùng ói là không nhiễm trùng ói, không nhiễm trùng ói ói vỡ. Có còn tăng không? Không chị. Không. Nếu mà ói vỡ trên 12 tiếng mình sẽ dùng cái này cũng được. Dùng cái này cũng được, hoặc là tôi dùng em sẽ bao cả hai cũng được. Cái gì đó. Em đọc.
có phải tin uống hay đừng tin vậy? Uống tuần nếu ớt bỏ ra một tuần nữa cho nên mình tin không phải uống đâu nha. Một cái bài ối vỡ nặng, một cái bài ối vỡ nó sẽ cái bài này thì gọi sinh non thôi, thì tóm lại gọi sinh non thứ nhất là mình đánh giá bệnh nhân có gặp sinh non hay không nha. Thứ nhất là phải dựa tính lệ tuổi thai chính xác, tính lệ tuổi thai xác. Thứ hai là nếu có gặp sinh non thì coi mức độ như thế nào để mình cân nhắc coi có dùng thuốc giảm đờ hay không. Rồi về được tiếp theo là mình có hỗ trợ bổ sinh thai nhi nha, nhớ tắt các dụng cụ để mình theo dõi kiểu cho bệnh nhân và lưu ý những cái vấn đề như nhìn trên ca này. Thứ ba là mình cân nhắc coi có nên bỏ bị não thai nhi hay không. Tức là nếu mình nghĩ a ca này có khả năng như chuyển giả sinh non luôn á ha, thì mình sẽ cân nhắc cái việc là bỏ bị não thai nhi, bỏ bị não thai nhi. Còn nếu ca này nó chỉ là giả sinh non, chuyển giả sinh non nhưng mà cái việc khả năng nó vô chuyển giả thật sự đi xâm thiệt á, nó không có thì mình không cần dùng bỏ bị não thai nhi, được chưa? Cái không phải ca nào automatic cũng cho hết ha. Mình đánh giá cái nguy cơ rõ ràng như a ca này thấy cổ cung 2-3 phân gì đó, mà cái khả năng mình dùng thuốc cắt cương gọn thất bại nó thay vô chủ nhà kia thì mình có thể dùng nó về đã hay luôn. Còn nếu nó một hai phân mà nó gọi nhiều vậy thì khả năng tiêu chủ nhà nó thấp, nhưng mà nên mình đặt cương gọn luôn, rồi không cần bỏ về đã hay như cũng được nhà nó sẽ nào mình cũng không được rồi. Rồi đó là về gọi sinh non ha, các bạn sẽ coi những vấn đề đó rồi. Rồi nãy mình coi các bạn bài hồi em lên tin á, để các bạn về coi cái giá trị của nó như thế nào trong vòng sinh non nha. Còn em nếu là về thì sẽ được rồi. Bây giờ nói về nói sơ về ối vỡ á, nói sơ về ối vỡ là một chủ đề rất là lớn ha. Tại vì khi mà đánh giá ối vỡ thì mình coi như là lâm sàng hoặc là ối vỡ đi, thì khi đánh giá ối vỡ thì các bạn thứ nhất là các bạn sẽ đánh giá tình trạng mẹ và con như thế nào. Nếu không có tình trạng nhiễm trùng, tiêm thai tốt, tình trạng nhiễm trùng tiêm thai tốt và tuổi thai nó dưới 37 tuần thì nó là ối vỡ non, trên thai non tháng. Ví dụ dưới ối vỡ trên ối vỡ mà dưới 37 tuần thì mình nói là ối vỡ non trên thai non tháng đúng không, thì nó sẽ chia ra nữa là dưới 34 tuần và dưới 37 tuần, hình dung không? Tức là dưới 37 tuần là sinh non rồi, nhưng mà ối vỡ trên dưới 37 tuần là ối vỡ non trên thai non tháng, người ta sẽ chia một mốc nữa là dưới 34 tuần và từ 34 tuần đến 37 tuần, để nó thành tổng nó khác nhau. Nếu dưới 34 tuần thì mình sẽ cân nhắc hỗ trợ phổi thai nhi, cân nhắc hỗ trợ phổi thai nhi và bắt đầu dùng thuốc gì, dùng mấy cái thuốc này nè, nó sẽ cũng như vậy thôi. Còn nếu mà ối vỡ trên 34 tuần đến 37 tuần thì mình sẽ không hỗ trợ phổi thai nhi, và thường cái phác đồ này người ta không dùng nữa và người ta tiếp thai kỳ luôn. Nhưng thật ra ối vỡ trên thai 34 tuần mình cũng có thể cân nhắc được phác đồ này, và mình có thể kéo dài tháng 37 tuần, chứ không phải trường hợp nào nắm cái thai kỳ. Nhưng về mặt lâm sàng các bạn đi ở đây, các bạn sẽ thấy người ta chi cũng mất hết sức khác. Ví dụ như là ối vỡ dưới 34 tuần thì người ta sẽ cố gắng dưỡng thai, cố gắng dưỡng thai, cố gắng hỗ trợ khỏi và kéo dài thai cho tới 34 tuần, và sau 34 tuần sẽ chấm dứt thai kỳ. Rồi nếu ối vỡ trên 34 tuần thì những cái ối vỡ đó đều chuyển lên vòng xanh hết, rồi chuyển lên vòng xanh là người ta thay đổi xanh, thay đổi mổ gì đó trên đó nha. Ở đây cái trên lâm sàng là như vậy. Các bạn thấy với sang Nga là ối vỏ dưới 34 tuần là thường, nếu không có nhiễm trùng, tiêm thai tốt, có thể dưỡng thai được thì người ta sẽ cố gắng dưỡng thai ở sang Nga cho tới 34 tuần, rồi người ta sẽ chấm dứt ở thời điểm 34 tuần. Còn nếu ở cấp cứu mà vô ối vỡ trên 34 tuần là người ta chuyển một xăng luôn, người ta không chuyển sang nhà. Mặc dù các y văn các bạn đọc được là khi ối vỡ non trên thai năm tháng dưới 34 tuần thì ta vẫn có thể kéo dài tới 37 tuần, nhưng mà về mặt lâm sàng này thì cũng nhiều cái thay khác, nó sẽ phân ra nhiều cái nữa. Thì các bạn khi các bạn tiếp cận ối vỡ nó còn nhiều cái nữa, tức là khi về mặt dưỡng thai thì nó phải có các điều kiện như là không nhiễm trùng, không nhiễm trùng nè, rồi mẹ không có các tiêm chống chỉ định, mẹ không có các định mệnh chỉ định phải chấm dứt thai kỳ sớm, rồi con tiêm thai con phải tốt, sức khỏe con phải tốt thì mới tiếp tục dưỡng thai được nha. Thì sau đó mới nhập nhãn A rồi cho thuốc được. Còn nếu bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc là siêu âm thấy cạn ối rồi, ối nó không còn như thế nữa thì không thể chấm dứt thai kỳ, không thể dưỡng thai được, bắt buộc chấm dứt thai kỳ. Thì cái việc mà dưỡng thai được hay không để dùng phác đồ này không thì có phải đảm bảo các yêu cầu không cái gì đó nữa, chứ không phải là ca nào nó cũng có thể vô sang Nga được hết.
nên là ví dụ như bệnh nhân vô cấp cứu mình trước đó là thường nói bình thường, bệnh nhân khai bỏ thì mình phải siêu âm lại là gì đó, siêu âm để coi lượng nước ối người ta còn hay không. Nếu lượng nước ối người ta hết trơn luôn, không còn lượng nước ối nữa thì đâu có giữ thai được. Định lượng nước ối là để môi trường để em bé nó phát triển. Bây giờ lượng ối hết trơn thì bé nó sẽ bị tử cung nó chèn ép lại, tự nhiên nó đâu có phổi đâu đâu phát triển được và các chi đâu phát triển được, thì bé nó sẽ không có môi trường để thở, thì bé sẽ bị chết luôn trong đó nếu mình lượng ối nó không còn bắt buộc chăm sóc thai từ sớm và lấy em bé ra. Vậy thì tự nhiên muốn giữ thai ở sang ngang nó sẽ có rất là nhiều yếu tố để giữ thai sang ngang, còn lên phòng xanh thì dễ lắm, ba mốt tuần bỏ lên phòng xanh thôi nha. Còn lên phòng xanh cứ cứ nẻ hay mổ thì còn tùy thuộc vào lông xề của mình nó sẽ như thế nào, ngo tuần lợi hay không, rồi chiêu thai rồi tử cung rồi cái gì gì đó rồi mình cũng có nhiều lắm, để chấm dứt thai kỳ thì phụ thuộc vào mình hết. Rồi về sinh non các bạn có hỏi gì nữa không? Chị đã chứng tỏ là có khi nào 2 trên 36 tuần mà mình cũng xài dịch thai hoặc mình xài phụ thai trên 36 tuần xài sao? Xài phụ thai. Xài khi dịch thai dịch thai. Cái thuốc phụ trường cách tăng đấy đó. Có thể xài từ 36 tuần rồi. Ha, khi một người xài như pedidin với lại atoceban là người ta là tuổi thai giới hạn của nó là dưới 34 tuổi. À, khi một cắt cân gờ, cái cắt cân gờ á, thì người ta sẽ dùng giới hạn dưới 34 tuần thôi, tại vì mục tiêu mình không cho cổ thai nhi đủ liều thôi, mình hay dùng dưới 34 tuần thôi. Nhưng cái thuốc mà uso ghép tăng á, thì mình có thể dùng tới 36 tuần. Chị cũng hiểu tại sao người ta lỡ cổ gì nó dưới 37 tuần á, sẽ dùng dưới 37 tuần là sinh non, cho mọi người thì ta dùng tới 37 người ta sẽ tự nhiên ra người ta ghép 36 tuần. Nên là đối với những trường hợp nha, đối với những trường hợp các bạn sẽ thấy ca này có cái đặc điều đặc biệt đó là gì? Mang thai lần đầu đúng không? Mang thai lần đầu con sơ, nhưng mà ở lúc thời điểm 20 mấy tuần đó, 21 tuần gì đó là có đơn kỳ dài cổ tử cung đó, thấy không? 37 37. À, ở lúc 21 tuần mấy ngày lúc mà đo xưa mình thấy học thai nhi là ca nàng có được đo chiều dài cổ tử cung là ra khoảng 37. Thì các bạn thấy bây giờ cái việc mà sinh non á là một cái vấn đề, nên là hồi đó là khi mình thai cuối cùng đo chiều dài cổ tử cung á, khi người ta chỉ cho những trường hợp mà có tiền căn sinh non hoặc tiền căn sản thai to gì đó thì ta sẽ biết đo gì trong cổ. Nhưng bây giờ người ta đã khuyến cáo lại là dù ở những trường hợp đơn thai hoặc con so không tiền căn sinh non gì hết, người ta vẫn coi chiều dài trên cổ, coi chiều dài cổ tử cung thường quy ở thời điểm là từ 19 đến 20 mấy tuần, 24 tuần hay gì đó nha. Thì người ta cũng coi chiều dài thường quy, nên ở ca này các bạn thấy là người ta coi thường quy cho các bạn có về có thể đọc thêm, dù như có yếu tố có tiền căn sinh non một lần thì người ta sẽ ra đo về trên cổ, còn nếu mà chúng ta ăn sinh non hai lần thì ta đo xong ta khâu luôn, cái người ta có cái đo để đi vô đó. Rồi còn hỏi gì nữa không về sinh non? Chị ơi, cái này cái ối vỡ gì cũng phải lấy giống như là cạnh cổ của cái mà giảm độ thì ta đăng ký này hỏi cái gì này tuyệt đối thì đọc thì mình không biết, người ta kêu là tuyệt đối, nhưng về mặt lâm sàng thì mình sẽ không mở đầu cho những trường hợp đó. Thì đọc khi đang thì người ta cũng không có từ được từ tuyệt đối nữa, nhưng mà người ta khuyến khích là người ta chỉ nói là chống chỉ định thôi. Cho những trường hợp mà để đủ liều hỗ trợ phổi, nhưng mà sau này tôi cũng học đọc đó là hỗ trợ phổi thai nhi là được áp dụng cho những trường hợp là tuổi thai từ 24 đến 34 tuần kèm theo là nguy cơ sinh non trong vòng 7 ngày. Bài ối vỡ thì đợt sau các bạn sẽ học được nhiều và những cái vấn đề sau các bạn sẽ tìm hiểu.
Thank you.